Vâng, Quang Vinh xin kính chào tất cả các anh chị. Hôm nay Quang Vinh giới thiệu với các anh chị về cái bài thuốc dạ dày đại tràng ở bên nhà thuốc Nam Quang Vinh. Cái bài thuốc này đã giúp cho rất là nhiều nghìn người có thể chữa khỏi được căn bệnh dạ dày đại tràng trong nhiều năm nay rồi. Nhưng mà Quang Vinh thì cũng ít khi giới thiệu về cái bài thuốc này. Hôm nay có cơ hội, hôm nay có thời gian thì Quang Vinh sẽ ngồi giới thiệu với các anh chị một chút sơ qua về cái thuốc dạ dày đại tràng bên nhà thuốc. Thì Quang Vinh cũng biết rằng là cái bệnh dạ dày đại tràng ấy thì bây giờ rất nhiều các cô bác anh chị đang mắc phải, thậm chí có những người trẻ trẻ con cũng bị, cô bạn 10 tuổi 15 tuổi cũng có những bé bị dạ dày đại tràng. Thì cô bác anh chị cũng biết thì trước đây ấy, thường là bệnh dạ dày đại tràng ấy thì người ta nói rằng là những người mà đàn ông sử dụng nhậu ăn uống rồi nhậu nhẹt rồi sử dụng nhiều rượu bia các chất cay nóng thì mới bị dạ dày đại tràng. Thế nhưng mà bây giờ ấy, kể cả những người phụ nữ cũng không sử dụng rượu bia đấy, ăn uống lành mạnh, thế nhưng mà căn bệnh dạ dày đại tràng cũng vẫn mắc phải đấy. Thì nhà thuốc Quang Vinh thì chia sẻ với cô anh chị về cái bệnh dạ dày đại tràng này. Thì ở đây chị nhân viên ở bên nhà thuốc, chị đang đóng thuốc để đóng vào lọ đây. Thuốc này thì nó từ quý vị, cô anh chị, thuốc này là thuốc nam nhé, thuốc này là thuốc nam. Thì các cái cây thuốc ấy, các cái vị thuốc ấy, nhà thuốc đã bào chế bài thuốc đấy, ra giảm bào chế và sau đó thì mang đi nghiền tán bột đấy. Thì quý vị cũng biết trong thuốc nam có cao, đơn, hoàn, tán là các cái dạng để bào chế thuốc nam. Thế thì đây là cái dạng thuốc này của Công Vinh, là Công Vinh để ở dạng bột đấy. Thế nhưng khi mà họ dùng đến cái thuốc này, họ dùng để uống vào một cốc thôi là lập tức là họ cảm thấy những cái cơn đau bắt đầu nó dịu dần rồi, để thể hiện rằng là cái tính hiệu quả của nó rất là cao. Còn cái viêm loét dạ dày thì xử lý nó cũng đơn giản thôi các anh chị ạ. Thì mình tùy vào cái tình trạng bệnh nặng nhẹ của mình, mình sử uống. Thì có người một hộp này đã khỏi được viêm loét rồi, trào ngược thực quản. Trào ngược là căn bệnh rất nhiều người mắc phải. Và trào ngược thực quản để càng lâu thì chữa càng khó các anh chị nhé. Các anh chị lưu ý cho con mình như vậy. Trào ngược thực quản để càng lâu thì chữa càng khó. Bởi vì sao? Bởi vì cái cơ vòng thực quản của mình khi mà mình để nó bị cái môi trường axit nó trào ngược lên như thế, càng lâu thì nó càng chai ra thì nó chữa nó càng khó, phục hồi nó càng lâu. Thì quý anh chị lưu ý rằng tại sao có những người uống một hộp được, có những người uống 2 hộp, 3 hộp, thì có những người phải uống 2 3 tháng, 4 tháng. Còn nếu quý các anh chị nào mà mắc cái căn bệnh dạ dày đại tràng mà có khuẩn HP ấy, thì để mà điều trị khỏi được ấy thì quý anh chị cứ dùng cho Quang Vinh tầm 2 3 tháng, 3 tháng đi cho chắc ăn, thì nó sẽ khỏi được. Và cái thuốc này của nhà thuốc thì bào chế về chữa cả dạ dày đại tràng, thì toàn cái hệ tiêu hóa của các anh chị sẽ tốt lên, toàn cái đường ruột của mình sẽ tốt lên đấy. Mà quý anh chị biết rằng hệ tiêu hóa thì là vua rồi, quả sức khỏe rồi. Bởi vì quý anh chị có ăn uống vào đúng không ạ, có ăn uống thực phẩm chất bổ đấy, rất bổ về răng nữa, thì cái đường ruột của các anh chị nó phải tốt, hệ tiêu hóa nó phải tốt, nó mới hấp thụ được đúng không ạ, nó mới chuyển hóa được những cái chất đấy. Và nó phải làm việc rất tốt thì nó mới bài tiết được các cái chất thải ra. Nếu mà nó không bà làm việc tốt được thì các cái chất thải nó cứ còn tồn đọng ở trong người thì chúng ta cũng sẽ lâu ngày sinh các cái bệnh mà thôi. Vậy cho nên là cái thuốc này cũng anh chị sử dụng vào thì một thời gian cả cái hệ tiêu hóa nó sẽ khỏe, đường ruột của mình khỏe lên. Đấy. Dạ dày đại tràng đều tốt lên, tiêu hóa khỏe, ăn uống tốt, hấp thụ tốt, cho nên một số người uống cái thuốc này vào sau khi mà khỏi bệnh dạ dày đại tràng ấy, thì Quang Vinh cũng có đến thăm đấy, một số các bệnh nhân thì họ nói, họ kể lại rằng là đấy, trước đây thì gầy còm đấy, thì bây giờ uống vào thì da rẻ thì hồng hào đấy, căng khỏe đẹp. Thế thì người ta cũng không hiểu đâu cái ông này là uống cái thuốc gì ở đâu mà lại tốt như vậy đấy. Thực tế là thực chất là chỉ cần cải thiện được cái hệ tiêu hóa thì quý vị của ba anh chị đã có một cái sức khỏe tốt rồi đấy. Thì đường ruột nó tốt thì nó hấp thụ chất dinh dưỡng, tạo được nhiều máu đúng không ạ, máu thì sẽ đầy đủ thì tim bơm đi nuôi khắp các mô tế bào thì da rẻ sẽ đẹp, sẽ hồng hào thôi.